quân đội Israel hôm nay tuyên bố đã tiến hành không kích nhằm vào một trường học của Liên Hợp Quốc ở trung tâm dải Gaza, mà họ khẳng định là xào huyệt của phong trào vũ trang Hamas tiêu diệt các tay súng có liên quan đến cuộc đột kích sang lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Trong khi đó, cơ quan y tế Gaza cho biết cuộc không kích đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Hãng tin AFP dẫn thông cáo cho hay các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành cuộc tấn công chính xác vào khu phức hợp của Hamas nằm bên trong một trường học của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc ở khu vực Nuseirat, tiêu diệt một số tay súng Hamas. Tuy nhiên, theo văn phòng y tế Hamas, vụ tấn công đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin y tế cho biết hầu hết những người thiệt mạng là trẻ em và phụ nữ. Phong trào Hamas cáo buộc quân đội Israel đã thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng này